làm cục trưởng cục viễn thông. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Cường, Phó cục trưởng cục viễn thông giữ chức cục trưởng cục viễn thông. Theo quyết định số 1069 ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hoàng Minh Cường, Phó cục trưởng cục viễn thông được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng cục viễn thông, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2019. Tại hội nghị, ông Hoàng Minh Cường hứa với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông rằng trên cương vị mới sẽ không ngừng học hỏi rèn luyện trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cùng tập thể cán bộ công chức viên chức và người lao động trong cục viễn thông đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo bộ tin tưởng giao phó phát biểu tại hội nghị bộ trưởng nguyễn mạnh hùng đánh giá ông hoàng minh cường là người được đào tạo bài bản có năng lực chuyên môn đã được rèn luyện thử thách qua nhiều vị trí công tác và là người có khả năng học hỏi tốt trong công tác quản lý sẽ thúc đẩy lĩnh vực viễn thông phát triển trong thời gian tới bộ trưởng kỳ vọng trên cương vị mới ông hoàng minh cường sẽ phát huy được hết kinh nghiệm của mình quyết liệt xử lý những thách thức như cuộc gọi rác tin nhắn rác thúc đẩy hạ tầng ict phát triển đảm bảo an toàn thông tin trong lĩnh vực viễn thông mặt khác bộ trưởng nguyễn mạnh hùng cũng yêu cầu tân cục trưởng cục viễn thông cần phải có góc nhìn mới huy động các nguồn lực xã hội để cùng tham gia vào việc xây dựng và đổi mới chính sách đổi mới chính mình nhằm thúc đẩy lĩnh vực viễn thông phát triển xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo bộ